Gái kế bên mà thua là nhục lắm nha. Thua làm sao được. Gái kế bên mà thua là nhục lắm nha. Thua làm sao được. Con này phải béo. Con này phải béo. Bạn Murat à? Murat ở trên nắng. Chúc anh em xem livestream vui vẻ nhá. Anh em hãy giúp mình một lượt follow và một lượt chia sẻ nhá. Thank you anh em. Nghe thấy nhau không? Không có lính đâu. Ô này. Ô. Gì đấy? Nhớ gì đấy? Chúa làm sao được. Tao đuổi được. Liềm với ta, chúng nó toàn liềm á. Thằng rừng xúc vật lắm. Mày ê, rõ ràng mày, tao gặp nó hoài. What the fuck, mày, mình gặp thằng này bao giờ vậy? Ê, gặp mình hoài mẹ. Rõ ràng nó là cái thằng mày lao vào ăn kinh nghiệm con bùa xanh lúc đầu của mình, là mình thọt. Thằng nó bảo mình, thằng nó không thèm giúp mình. Chó. Cái gì? Chó pi. Ôi sập rồi, còn vừa mới live stream xong đã sập rồi. Ừ. Anh em phải đi nhá. Không để anh em phải chờ lâu à. Có luôn đây. Muốn dắt được. Ủa. Mày trách thằng kia đẩy trụ mình nhớ. Mày trách thằng kia đẩy trụ mình nhớ. Để ý thằng này đang đánh mình. Chúa làm sao được. Ủa không có gì đâu à. Ô. Chúa làm sao được. Này thế mày, bây giờ mày đánh kiểu gì. Bây giờ mày muốn tao đánh kiểu gì. Nó vãn con nhỏ nó ulti xong nó giết mình luôn. Rồi mày máy đi. Mày đã support Chrissy. Đầu game này còn ăn mất cả kinh nghiệm của mình. Không lên lại lên top, lại cái bài nãy bài lên top. Không khác gì gì cái trận hôm qua. Chúa làm sao được. Chết thì đó rồi. Mất chết. Chúa làm sao được nhỉ? You have been defeated. Anh ơi xin để chửi lại. I need to recover. Buồn cười á. Làm sao? Thắng được mà. Chúa làm sao được. Tao là trận này là tao ước thằng Arthur ở bên team kia lắm mà. What the hell? Gái kế bên mà thua là nhục lắm nha. Thua làm sao được. Bây giờ phải lập đạt cầu mong thằng Arthur, à đâu thằng KC ở team kia. Đúng là con trai của ta. Mà đi.